cùng đến với trận siêu cúp của dòng đá Abundances. Hiệp đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Pha lấy bóng rất hay. Sút xa. Phonix cú đá từ khá xa. Có lẽ đó là tình chuyền rất sâu. Và phản công dành cho cao thủ Reader Burundi, Ngọc Quang dứt điểm không vào. Nhưng lại là người đã tung ra hai pha dứt điểm rất nguy hiểm kể từ đầu trận. Đó là những cú đá khá căng, bóng đi chìm hướng xuống khung thành của cao thủ White Burundi. Ta đang được theo dõi lại với pha tấn công cũng chất lượng này. Phá bóng ngay, tuyến theo, đưa bóng má ngoài. Ăn bằng chân trái. Đẳng cấp. Đợi chân trái và dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường truyền cũng không phải là khó. Tuyến theo đã chọn vị trí hay. Sau đó có một tình huống đỡ bóng với cảm giác cực tốt. Cú đá trong tư thế xoay người cực kỳ chất lượng. Chúng ta cùng theo dõi lại cú đá của số 19. Nhưng bác sĩ Ít Tóc cũng đã có một tình huống đỡ bóng an toàn ở pha bóng vừa rồi. Và Nesvilla phản công, Ngọc Quang được chuyển không vào. Long Thưởng tới không vào. Dứt điểm. Không có bàn thắng dành cho Ngọc Việt. Xử lý tình huống này nói như thế nào nhỉ? Ông Thưởng quả đầu tiên thì vấp bóng rồi. Sau lộn xộn đến quả đá của Ngọc Việt thì không thắng được Hoàng Anh. Chính xác hơn đó là Huy Hoàng. Tình huống rất đi hữu tới từ Long Hưởng. Họ thoải mái trong việc giãn đội hình và cầm bóng. Tuyên Tiêu. Đứng trước bóng đang có cầu thủ Tuyên Tiêu. Xin chào các idol đang xem bóng đá. Đường chuyền sang, cơ hội. Quang một đội. Chân trái. Các cầu thủ bên phía Red Bull DC. Rất tiếc là pha ra chân của Ngọc Quang không vượt qua được tình huống kê chân của Kiên Thang Máy. Hải Long. Tỷ số là 1-0. Đây. Cán chuyền nhá. Hải Long dứt điểm qua một rừng cầu thủ của hai đội và đi vào lưới. Chào idol nhân TV. Chỉ trừ cán Chris. Tuyên Tiêu. Ui, chuyển mượt thế, ăn thôi. Cuối cùng thì Long Thưởng cũng có bàn anh em. Ngay lập tức thì White Burundi lại vươn lên dẫn trước. Thì cũng không kịp trở tay. Đây, theo dõi lại tình huống này. Và xử lý trước đó chúng ta phải đặt Tuyên Tiêu ở một mức đẳng cấp rất cao trong đường chuyền của mình. Bóng đi qua nhiều khe chân của thủ hai đội. Rất hay. Và có một đường chuyền tiền kiến tạo. Đưa bóng vào. Chính xác hơn đó là Đức Anh. Long Thưởng, cơ hội. Trả ra, không vào. Đường chuyền đang có phần thiếu đi nhịp. Đá bằng chân trái rất hay của Hải Long. Nhưng một lần nữa thì bác sĩ Tùng lại là người chiến thắng. Ôi, chuyền hay thế. Ăn ơi. Cú rút của Long Thưởng đập tận cửa gôn. Bài này thì đúng sách giáo khoa của sân 7 rồi. Group của Long Thưởng đội trưởng số 10 đã có hai bàn thắng trong trận này. Và cuối cùng thuộc về cựu cầu thủ chuyên nghiệp Hải Long. Tình huống đánh đầu của Đức Anh trúng người của Ngọc Hưng và đi vào lưới. Nhưng trước đó thì trọng tài xác định bóng đã chạm tay. Đây, chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Ngọc Quang đã có một đường chuyền sang và cú đệm bóng kỹ thuật sắc hơn, người đã đem về bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng áo đỏ, cầu thủ áo số 22. Đường chuyền của Kiên Thang Máy. Dứt điểm không vào. Đưa anh Từ Sơn, đường chuyền hay, Lê Văn Nam. Tiếp tục là đưa anh Từ Sơn. Văn Hưng không vào.
Chính sự đóng góp này cũng sẽ giúp cho White Currency có được chiến thắng. Lê Văn Nam thì chơi với một phong cách rất là dưỡng sinh, không phải là theo phong cách nhiệt đến mồ hôi. Tình huống làm chậm này thì đúng là chạm tay rồi, nhưng mà bác sĩ Tùng ở động tác này phần khỉu tay đã khép thẳng vào phần hông của anh Từ Sơn. Không vào nữa thì thôi. Quả này thì quá đông những cầu thủ áo trắng ở phía trên rồi. Sẽ có sự thay đổi người và Lý Trung Dũng quay trở lại sân để thay cho Ngọc Việt. $500,000 sẽ là phần thưởng cho đội trưởng Long Thưởng bên phía White Bulls. Một siêu phẩm. Đây là góc máy cận hơn. Một lần nữa chiêu ngưỡng lại siêu phẩm này. Quá đẹp. Và như vậy thì trận siêu cúp cũng đã khép lại với tổng số 8 bàn thắng được ghi. 5 bàn dành cho White Bulls, 3 bàn cho Red Bulls. Tỷ số chung cuộc là 5-3. Xin được cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các quý vị khán giả.